Mời bạn nam. Wow. Rồi, mình giới thiệu bạn. Mình đi bạn. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn kế bên. Chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu mình là Minh Tâm. Mình quê ở Quảng Ngãi. Mình hiện là giáo viên dạy và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên cấp mấy em? Dạ cấp 1 chị. Cấp 1. Mình vào đây lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Em bao nhiêu tuổi? 34 tuổi chị. 34 tuổi? Wow. Làm gì các tường 34 còn nhỏ làm không phải mà như người ta trẻ. Wow là wow cái trẻ là phải wow cái 34. Tôi 40 tôi cũng wow. Rồi bạn Kai giới thiệu đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn chơi bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Văn Minh, quê ở Quảng Nam, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện bây giờ em đang là phó giám đốc quân sự của tập đoàn Capella. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ hiện bây giờ là 39 tuổi chị Cát Tường. Wow, chưa thấy cũng wow luôn. Tâm giới thiệu về mình chút xíu đi, tình trường thế nào? Em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi, cách đây cũng 5 năm. Rồi bạn trai, mình có mấy mối tình rồi? Em thì từ trước giờ thì em có hai mối tình chính thức chị. Mối tình đầu tiên là lúc 26 tuổi. Chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu đi, em gái. Em có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em có điểm mạnh đó là em biết hát karaoke, biết nấu ăn. Điểm yếu của em đó là em cũng nói hơi nhiều, cũng hay quen, nhưng mà quen nhiều nhất chính là hay bỏ chìa khóa thôi. Cơ duyên nào em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Nói chung là em được phụ huynh đăng ký và giới thiệu giùm. Tại giờ thấy cô suốt ngày đi dạy mà không thấy có ai nên là phụ huynh đăng ký cho em tham gia. Phụ huynh là phụ huynh của học trò em. Học trò hả? Dạ. Vậy lo cho chăm lo cho đời sống của cô dữ ha. Dạ. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người đó về ngoại hình thì cao hơn 1m7. Có cao. Cao hơn 1m7 nha. Cao hơn. Rồi. Dạ, không hút thuốc, vui vẻ hòa đồng, cũng điềm đạm, biết lắng nghe. Em không thích điểm gì ở người bạn trai không? Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Em ơi, em thích người có tóc hay không có tóc? Dạ có tóc. Có tóc. Hói tóc hơi nhiều á. Hói chút được không? Em cũng không quan trọng hói hay không hói chị. Nãy giờ mình nói chuyện vui vui có tóc hay không có tóc thôi. Cái quan trọng là tâm hồn thôi ha, hiểu nhau thôi. Chào anh. Chào chị. Nếu bây giờ mà tiến đến hôn nhân thì anh đã có cái hoạch định gì cho cái mái ấm gia đình của mình? Dạ thì khoảng 2 năm. Khoảng 2 năm nữa. Đó, mình phải có những cái định hướng, cái kế hoạch thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy yên tâm. Dạ. Anh có điều gì không thích ở người vợ tương lai của mình? Em thích một người phụ nữ là gọn gàng. Nói chung bản thân em là cũng gọn gàng, ngăn nắp. Từ cái bếp núc cho bến rửa chén bát này nọ là em làm hết. Giặt giũ quần áo, đi chợ nấu ăn em làm được hết. Thì em cũng mong muốn người phụ nữ như vậy. Sống cần phải có một sự quan tâm. Nhưng mà nhiều lúc bạn gái là không có sự quan tâm chia sẻ với nhau á, thì nó cũng không có đến được với nhau. Chắc nãy giờ em cũng nghe bạn trai bên đó chia sẻ ha. Bạn ấy nói cũng rất là khá rõ ràng. Rồi, chờ anh chút xíu nha. Anh qua nói chuyện với đàn gái chút xíu. Chào anh. Chào em, rất là dễ thương. Đàn trai cũng chuẩn lắm nha. Đẹp trai đấy, nói cho thông báo cho em biết. Đẹp trai khi nào nhìn mới biết chứ. Anh nhìn thấy được là được rồi đấy. Anh với cảm quan của anh là... Chị Cát Tường thấy được, cũng có được chứ. Anh thấy cũng được rồi đấy. Thôi, bây giờ mình lấy ý kiến người thân đi. Cô bên kia thì cũng rất là dễ thương, cũng cao ráo lắm nha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi cùng với người chị phụ huynh mà đăng ký cho em tham gia chương trình này. Cùng với đứa em trai. Đâu ạ? Cho gặp chị phụ huynh đăng ký cho cô giáo. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào chị. Chị nhận xét về cặp đôi đang ngồi trên này như thế nào ạ? Dạ, thì em thấy anh này nãy giờ qua nói chuyện, em thấy anh sống cũng rất tình cảm. Dạ, nói chung em thấy cũng hợp với chị Tâm. Út thấy được cô Tâm ơi. Rồi cô Tâm ơi, em trai đâu ạ? Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em trai ruột của chị Tâm. Thì hôm nay em cũng đến đây để ủng hộ tinh thần chị Tâm. Thì em thấy anh trai bên này thì rất là đẹp trai. Bề ngoài rất đẹp trai và anh có một cái tâm hồn rất là sâu sắc. Và là một người đàn ông của gia đình. Thì em cảm thấy anh là một người rất là được để chị Tâm có thể là hẹn hò, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và về chị Tâm của em thì một người phụ nữ của gia đình, sống cũng rất là sâu sắc, lo cho anh chị em trong gia đình. Và nếu mà anh muốn tìm hiểu nghiêm túc thì em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Còn
Em có đi với ai không? Dạ, đi với một đứa em gái và một em trai gọi là kết nghĩa. Em gái là em ruột đó hả? Dạ, em gái là em họ. Em họ hả? À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Thì em là em kết nghĩa với anh Minh, sống và làm việc với mình một cái thời gian khá lâu rồi. Thì anh Minh là một người rất là mẫu mực, thì anh khá là hợp với chị về cái tính cách cũng như là cái công việc này kia. Thì hy vọng rằng hai người sẽ cũng tạo cho nhau một cơ hội để đến xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ mình kéo màn lên nha. Ok. Nào. Cho em. Tặng em đó hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Thấy anh sao? Không có tóc thì em thấy một người đàn ông có định như em như ý không? Nói chung là khó nói mà. Khó nói quá hả? Cứ nói thoải mái đi mà. Vậy em thấy anh có quyết đoán không? Có một người đàn ông bản lĩnh của gia đình không? Nói chung là nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá hết một con người. Nhưng mà về mình cũng có một cái nhận xét, đúng không? Ví dụ như anh nhận xét em là một người phụ nữ nói chung xinh đẹp. Đó, là như vậy. Cái điều thứ hai nữa là có một cái nghề nghiệp là tương đối giống như anh mong muốn. Dạ. Tại vì ở công ty anh nhiều bạn xinh gái lắm. Nhưng mà anh đi tham gia chương trình này là cả phòng đó là mất chỉ anh phải tham gia. Nhưng mà đó là một cái mẫu người mình muốn chọn để mà mình đi đến cái hôn nhân cuối cùng. Chứ hôm nay là một cái cuộc chơi hay là một cái cuộc dạo. Nó là như vậy, đó là tính anh nghiêm túc đó. Thì thứ hai nữa là em lại là đồng hương với anh. Nói chung miền Trung. Mà cái Quảng Ngãi thì hồi trước thì anh đi dự án kiên cố hóa trường học thì anh đi hết rồi. Không biết em ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh. Sơn Tịnh hả? Em đi lên Ba Tơ chưa? Chưa, Trà Bồng lên chưa? Tây Trà? Dạ chưa. Chưa, dạ chưa anh. Nói chung là em cũng ít cái về quê. Thì anh muốn là dù sao tuổi thì nói chung cũng lớn rồi. Anh mong muốn sẽ cùng em được có một cái hẹn hò và tìm hiểu nhau để mà có một cái gia đình sau này nó êm ấm hạnh phúc. Nếu có khó khăn thì anh sẽ là người chịu khó đầu tiên. Còn nếu như ban ngày anh đi làm việc lương anh không đủ nuôi em, tối anh về anh làm tiếp. Em thì không có quan trọng điều đó, tại vì em cũng là người đi làm, em không quan trọng về vấn đề tiền bạc. Không biết là anh muốn sống và làm việc tại đây hay là anh muốn về quê? Thì theo em thì như thế nào? Em thì em muốn ở trong này. Rồi. Tại vì em cũng ít có khi về quê. Thì anh cũng chia sẻ với Tâm luôn là anh sinh ra và lớn lên là trong một gia đình là anh không có để thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bố một nơi và mẹ một nơi. Anh sống với ông bà ngoại. Thì sau này ông bà ngoại mất. Đây là anh chia sẻ thật sự. Và rất là nhiều cô gái đến với anh vì như vậy cô gái là không đến. Nên là anh ở đây anh muốn là một cái sự nghiêm túc rõ ràng. Thì anh vào đây thì anh cũng đi học, tự học, tự làm cho đến bây giờ. Coi như anh quyết định ở đây luôn rồi đó. Rồi, em gái muốn nói gì với anh? Dạ, thì em thấy anh cũng được. Nói chung là nói chuyện cũng chững chạc, điềm đạm. Em thích những người như vậy. Rồi. Cuộc nói chuyện nãy giờ cũng khá lâu. Chúng tôi đã tạo điều kiện rất nhiều cho hai bạn nói chuyện để có thể hiểu với nhau nhiều hơn. Bởi đây là một việc giống như anh nói, là một việc hết sức nghiêm túc. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn các bạn nhé. Quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Quyết định bấm nút là quyết định những điều xa hơn nữa. Chúc mừng cái sự đồng điệu của hai bạn. Đầu tiên, hai nút bấm đã được bấm. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Cái này bự hơn nè, anh cầm. Để
gửi tặng hai bạn máy nước nóng Atlantic tổng trị giá là 7 triệu đồng. Rồi, chúc các bạn đã mau tìm được tiếng nói chung. Cảm ơn. Em là mẹ to lắm à, luôn á, em hai người luôn rồi, để con ra chắc luôn luôn. Lặng với lặng nó trội lên. Ây, có những cái cảm xúc nó lạ quá. Tự nhiên anh đang cảm xúc dâng trào, tự nhiên mình thấy bình thường. Và bây giờ với cảm xúc bình thường này, hai anh em chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hả Mai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ. Chào anh Cường Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi. Em đến từ Huế. Hiện tại thì em làm kỹ sư xây dựng công tác tại Bình Thuận ạ. Ồ, để bạn gái giới thiệu cái đã. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên kế toán tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, quận Thủ Đức ạ. Trời, giới thiệu dễ thương quá. Rồi mà ở Thủ Đức rồi anh kia ở gì Bình Thuận lắm hả? Rồi hẹn hò sao đây trời? Nhưng mà chúng đi chuyện công tác rồi chị Cát Tường ạ. Chắc công trình mà đó 2 tháng là xong. À 2 tháng xong rồi chuyển vào. Dạ. Vào đây. Dạ. Không đi công trình nữa, mình kiếm việc nào cố định luôn, mình vậy là công ty nào. Nhiệm vụ anh là gì? Dạ em là kỹ thuật thi công trực tiếp tại công trường ạ. Kỹ thuật tức là về giờ bản vẽ ra là mình đọc bản vẽ rồi mình chỉ cho công nhân. Rồi bạn gái mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động, với em sợ đau, với em hát múa dở lắm. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tự nhiên tôi muốn nói chậm chậm theo luôn vậy trời. Dạ, điểm mạnh của em là chơi được cả môn thể thao, em hát được ạ. Hát được. Rồi, làm bài đi, sớm lên. Hát bài về Huế đi nghe đi. Dạ đúng rồi. À chị Cát Tường ơi, lâu nay chị có về Huế không? Có. Rồi em hát ba tình Huế nha. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vầng thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ, qua bao mùa xuân vắng người xưa. Phố vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa chứ nơi mô. Nghe rất Huế ha. Dạ. Hát hay mà, hát ngọt mà. Nữa. Hay không em? Dạ hay. Ý, hồi nãy anh nói anh nhiêu tuổi? Tôi cũng vậy, tôi 86 mà, tôi thích 88 gì các đứa ạ. Bên đi 31. Hồi nãy nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 mà. Được không? Được. Được hả? Được, tới luôn, tới luôn. Rồi, tình trường em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào hết á. Hả? Dạ chắc có thể là do em nhỏ con quá. Thứ hai nữa chắc do môi trường làm việc của em nên em cũng không có nam. Thêm cái thứ ba nữa là duyên chắc chưa tới. Bạn trai, bạn có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua được 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất 2 năm. Lý do sao mình chia tay? Nhưng mà bạn nữ con học mới đại học năm 1 à. Xong hai người từ thấy là không thể. Nhưng mà thời gian này ra bạn nữ nghĩ cho em là lớn tuổi rồi vậy á. Xong là hai người tự động chia tay chứ không còn đi. Bây giờ thì anh sẽ tìm một người yêu như thế nào? Nói chung là vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cả nhìn đầu tiên mình có tình cảm á. Chiều cao thì 1m55 trở lên là được rồi. Còn ngoại hình nhìn dễ nhìn. Dễ nhìn. Dưới 1m50 được không? Em là 1m65 à. Cũng lung á, em hai người lung rồi, để con ra chắc lung luôn. Lặng với lặng nó trội lên.
Được không em? Cái này gặp mặt rồi mình bàn sau đó chị Cát Tường ha. Thôi gặp mặt mình bàn sau. Thôi nhưng mà khi gặp mặt nhiều khi xinh đẹp quá, dễ thương quá thì tiêu chuẩn nào cũng không có nghĩa gì trơn. Rồi bạn gái em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì đối với em cũng không quan trọng lắm, chị Cát Tường nhìn được là được rồi ạ. Rồi. Dạ. Em thì em rất thích đi du lịch và làm những công tác thiện nguyện. Thì em không biết là anh Minh đó có không? Hỏi ảnh đi. Dạ anh ơi, anh có thích đi công tác thiện nguyện cũng như là đi du lịch chụp hình đồ không ạ? À, có em ơi. Em thì em không thích bạn nam hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, gia trưởng. Có dính cái nào không em? Dạ thuộc công trường căng thẳng lắm. Lâu lâu nhưng mà hụt ít à. Dạ ngay tầm chục điệu đổ lại à, nửa gọi. Ba điệu thôi. Dạ, cố gắng. Rồi chị Cát Tường qua coi được không? Bớt bớt chút chiều cao đi, cô này cô nhỏ con lắm. Được không? Không có quan trọng đâu, quan trọng là nhìn mặt thôi. Bây giờ nếu được chừng nào đám cưới? Em đã dự định chắc cuối năm hoặc đầu năm tới. Cưới đó ở mô? Cưới chắc ở trong đây. Không thích cái gì ở con gái? Nói chung là cũng giá chảnh á, là em không thích. Chắc cô này biết. Thôi được rồi. Thế này nè, anh chưa gặp cô gái bên kia mà cô ấy là một người tốt đấy. Một người mà làm công việc đó là một người hết sức là kiên nhẫn, một người rất là yêu thương mọi người. Bây giờ mình sẽ qua anh coi nha. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nghe nói bên đó anh nói như vậy thì em có thể tưởng tượng anh đó như thế nào không? Cũng đẹp, cũng dễ thương. Dạ. Anh đi hoài à, em có lo điều đó không? Dạ cũng lo. Mình gặp mặt cảm nhận thôi chứ giờ anh cũng biết nói sao. Dạ. Mình hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với mẹ, với chị gái em, với anh rể em. Chào cô. Cô thấy anh bên đây như thế nào? Thấy cũng rất dễ thương. Tới được thì là rất là mừng, vui vẻ. Nhà bác có mấy người? Có mình nọ. À con một luôn á hả? Nếu mà thương thì tôi mặc rễ. Mặc rễ? Ở rễ được không? Dạ được ạ. Quá tốt chứ sao không được. Chị bên chị có ý kiến gì không? Anh chị nè. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ chào anh. Em Hảo thì rất là dễ thương, chăm chỉ học, đi làm. Còn mấy em trai bên này á thì cao, cũng đẹp trai. Anh mong là sau cuộc hẹn này mà tìm hiểu được thêm nữa thì đó là một điều rất tốt. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi, trai, hôm nay em đi về hai điện lại mọi người bạn. Rồi em nhìn nhận xét chị gái bên này như thế nào? Chị cũng dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Em cảm thấy có phù hợp với anh trai của mình hay không? Chắc được, mà tuy em cũng biết nữa tại vì anh của em thích thích thì được thôi. Em là từ Huế vào đó hả? Hay là ở đây? Dạ làm ở Sài Gòn. Làm Sài Gòn luôn hả? Em gái bên kia thấy thế nào? Thấy chị dễ thương, cũng được ạ. Được đó anh Hương ơi. Thôi nói chung là quan trọng là ý kiến của hai người ngồi trên đây, hai nhân vật chính ha. Chúng ta kéo màn lên cho họ gặp nhau. Hãy nhìn cảm nhận và đưa ra quyết định. Đầu tiên gặp mặt anh còn quà tặng em. Dạ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Dạ chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được ạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Thì hẹn hò em muốn như thế nào? Có thể thông qua internet, có thể qua điện thoại. Hoặc thỉnh thoảng nếu cuối tuần có dịp thì anh có thể vào đây. Hoặc nếu có dịp rảnh thì em có thể ra ngoài, không sao hết ạ. Nếu như mà mình đồng nụt hẹn hò thì em mong muốn như thế nào? Một tháng, giống như một tháng một lần hay là hai lần hay là ba lần hay là bốn lần gì đấy? Cái đó chắc là phải phụ thuộc vào cái công việc của anh cũng như công việc của em. Nếu khi rảnh thì có thể một tháng 4-5 lần. Còn nếu có khi không rảnh thì tháng 1-2 lần. Cái đó em nghĩ là mình phải dựa vào thực tế thì sẽ tốt hơn. Em rất là thích đi thiện nguyện, mong muốn là mình có dịp đi. Thì anh có đi được không ạ? Nếu như mà anh sắp xếp được thì anh đi cùng em. Làm mấy cái đó thì anh cũng rất là thích. Rồi em trai em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Quan tâm chia sẻ với nhau. Đàn ông thì phải chăm lo được cho vợ con. Em quan niệm như vậy ạ. Nếu như công việc nhà thì mình có thể chia sẻ với nhau được không ạ? Cái đó cùng thì, nhau làm được không ạ? Cái đó thì cũng bình thường. Hoặc là mình ra mình phụ rặt rau đó cũng, mình nấu cơm cũng được mà, có gì đâu. Các bạn suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận
nãy giờ như thế nào, mình nói thật với người đối diện ha. Anh vào đây và được gặp em thì anh thấy em ngoại hình hơi lùn tí hơn nhưng mặt thật cười cũng dễ thương, thật lòng như vậy. Và nếu như mà cảm thấy mến nhau thì cho nhau một cơ hội. Dạ, em nghĩ đến đây để là một cái duyên mình gặp nhau, em phải đăng ký rất là lâu thì mới tới, cho nên là em nghĩ chúng ta cứ nên cho nhau một cơ hội. Rồi, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận về đối phương như thế nào. Đây có phải là người để chúng ta có thể trao nhau một cái duyên trên sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò? Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Quyết định là ở các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Hôn đi, hôn đi. Sao? Bạn cho con hôn em được không ạ? Được, bắt gật đầu rồi đó. Phải thật sự là điểm riêng của bạn để nhắm vào đó thì mình mới lay động được mình. Nhanh lẹ hết sức không? Ai, trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra, ông làm những tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Và bây giờ thì xin chào hai bạn, mới có một bạn thôi. Hello bạn nam. Chào chị Cát Tường. Rồi tăng volume thêm 10% nữa. Rồi mời em gái. Dạ. Rồi ngồi vô ghế đi bạn. Rồi bây giờ bạn gái đến rồi đây. Hai người có thể tháo mặt nạ ra nha. Em chào chị. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Minh Khang. Năm nay em 31 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư kiểm thử phần mềm cho một công ty ở quận Bình Thạnh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với mẹ. Sống với mẹ, nhà đông anh chị em không? Dạ, con một. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại thì em làm điều dưỡng tại bệnh viện An Bình ở quận 5. Em quê em thì ở Phú Yên. Hiện tại thì em ở trong đây với lại em gái em. Dạ, em 31 tuổi. Rồi, hai bạn bằng tuổi nhau nha. Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha, em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình như chị gặp em ở đâu rồi á? Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà, em đang nhìn chị bình thường. Em có chơi mạng xã hội không? Facebook à? YouTube? Không chơi. Em có làm gì nổi tiếng trên Facebook không? Không, em chỉ là dân đen thôi, đâu có dân gì. Dân đen thôi hả? Trời ơi, chắc chị dân đỏ quá à. Dạ. Nhưng mà chị nhớ là hình như là hồi xưa em có từng tuyên ngôn gì trên. Em mê cái Thái Lan lắm, dữ lắm đúng không? Trời, đâu có người Việt Nam nào đi chia Thái đâu chị. Người Việt Nam là phải ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Rồi bữa nay Việt Nam với Thái Lan đá banh là em muốn ủng hộ đội nào? Đội nào đá hay em ủng hộ mà. Theo em là đội nào sẽ đá hay? Em thấy Việt Nam form tốt hơn. Chị biết là em chỉ mê Thái Lan thôi. Em luôn luôn ủng hộ Thái Lan. Em ủng hộ Việt Nam. Xạo. Thiệt. Em ủng hộ Thái Lan. Đây đây, chị đang ép em à. Đây đây, chị đang ép em à. Chị không ép đâu. Chị đang dằn giọng chị ép em. Phải không? Chứ thật sự em là fan Việt. Em nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái điểm yếu của em có lẽ là con một. Con một mắc gì điểm yếu trời. Con một thì đương nhiên em hy vọng người bạn gái đó có thể về làm dâu. Thì làm dâu đừng có nghĩ cái từ làm dâu nó quá trầm trọng theo cái nghĩa phong kiến là phải tam tùng tứ đức hay là làm gì quá. Đối với em làm dâu đơn giản là có thể về sống chung với em và mẹ ở nhà thôi. Nó có thể chưa quen thì hy vọng là hai bên sẽ hiểu nhau. Em thì với tư cách là một người ở giữa, em cũng phải đi điều phối. Cái đó chứ làm con một đấu sướng đâu. Bởi vậy em nghĩ đó là điểm yếu của em. Rồi. Em biết dạo này xu hướng trẻ, các bạn gái thì có xu hướng là không muốn làm dâu. Một phần là có lẽ vì sợ những cái tư tưởng nặng nề làm dâu phải làm những cái nghĩa vụ kiểu phong kiến đó. Cũng một phần là có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim series truyền hình. Nhưng mà hy vọng là nếu mà nghe những lời em nói hôm nay thì bạn gái có thể suy nghĩ thoáng hơn. Rồi, vậy điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì có lẽ là do công việc của em thì em là test
em kiểm tra lỗi, cho nên em là một người cẩn thận. Thì điểm mạnh của em là sự cẩn thận. Rồi. Với lại em cũng trầm tính. Em không có dễ mà nổi nóng. Khi mà có cái vấn đề gì mà tranh cãi á, nhiều khi nó đi vô ngõ cụt á, thì có thể nếu mà gặp người cọc tính thì họ sẽ quát mắng hoặc là động tay động chân. Nhưng mà em thì nếu bực quá em sẽ im, không nói nữa. Rồi còn em nãy giờ nghe điểm mạnh điểm yếu của ảnh rồi đó. Điểm mạnh của em là một người rất là thân thiện, hòa đồng. Làm việc thì rất là nghiêm túc, mà đi chơi thì cũng chơi hết mình. Điểm yếu thì có một chút xíu là khi mà trước đám đông thì hơi nói chuyện nó hơi nhanh một chút xíu. Và cũng hay dễ tin người. Theo mà bạn bè nhận xét em là một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Chăm sóc gia đình tốt. Dạ. Vậy là tuyệt vời rồi. Em là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Trên tinh thần trước mắt thì chị nhìn thấy như vậy ha. Rồi về tình duyên thì sao? Đường tình em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình của em thì có chính thức thì 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thời sinh viên của em, với mối tình thứ hai thì cũng được 2 tháng. Mối tình đó ngủ vậy. Mối tình đó thì bạn đó còn trẻ quá. Nghĩa là chỉ có quen nhau vậy thôi, còn trẻ quá chưa có biết lo. Tính ra mối tình thực sự của em thì là 4 năm. 4 năm đó là cái mối tình sau cùng á. Dạ, mối tình sau cùng 4 năm. Thì từ đó tới giờ thì em không quen ai, em tập trung vào kiếm tiền thôi. Bạn bè em phát hiện ra bạn đó có người thứ ba thì nói em, nhưng mà em cũng vẫn không tin, không nghĩ rằng người đó có như vậy. Trời đất ơi, quen nhau 4 năm. Dạ. Và mới phát hiện ra. Lúc phát hiện ra thì em có nói với ảnh không? Em có hỏi nhưng mà người ta né đi. Rồi thôi, em chia tay là anh cũng ok thôi, không có gì hết, không có giải thích, không có nắm níu, không có sorry, không gì hết. Dạ. Rồi thôi. Ha, người ta đã lừa dối mình như vậy thì thôi, mình cũng không buồn. Thế là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Tại vì em đăng ký chương trình cũng gần hơn 2 năm. Rồi, còn em, tình trường mình sao nè? Cũng giống bạn đó, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược. First love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy mà trời ghê quá, tinh túy là cái gì vậy? Nói chung là khi mà lần đầu thì chị sẽ có cảm giác nó rất là cháy hết mình. Nhưng mà rồi sau đó em thấy giống như em bị đơn phương. Bạn đó cũng lạ, là nếu mà đã không có tình cảm với em thì tại sao rủ đi xem phim hay đi ăn hay đi gặp mặt thì cũng nhận lời hết. Nhưng mà không có một cái gì đáp lại cả. Và đặc biệt bạn đó có một cái tính xấu, rằng nếu mà bực mình hay là cái gì á thì không có nói ra, giận dỗi. Sau đó em biết là giận thì gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi xin lỗi. Có khi gọi điện bị dập máy, nhắn tin không trả lời, xin mà không trả lời. Em cũng rất là bực, tại vì cho rằng đó là cái thái độ thiếu tôn trọng của người ta. Thà là chị không coi tin nhắn, còn nếu coi tin nhắn mà không trả lời thì đó là cái sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà tại vì lúc đó có cảm giác sợ mất, cho nên vẫn dây chưa được một năm thì bạn đó là người chia tay. Lần thứ nhì của em thì quen một bạn gái người Thái Lan. Lúc bạn đó qua Việt Nam. Hèn chi mê Thái Lan, trời ơi, tôi biết mà. Em mê nhưng mà bóng đá em vẫn chia Việt Nam nha. Lòi ra rồi ha. Rồi quen mối tình Thái Lan bao lâu? Được 8 tháng. 8 tháng. Tại lúc bạn đó qua Việt Nam làm, tại lúc đó em có đi học tiếng Thái. Quất một câu tiếng Thái chào nhau liền các coi. Đúng. Bây giờ nói bây giờ là chị em chào chị Tường. Tối nay em với chị cùng xem đá bóng nhé. Tối nay có trận Việt Nam đá với Thái Lan. Chị coi chung với em nha. Rồi nói nhiều đó nói tiếng Thái rồi. Sawadikap. Khi các tường khuyên ý tiêm sách Thái đặt hẹn gặp tiêm sách Việt Nam thì sẽ làm kỳ lạc Mỹ Đình nè khắp. Léo rao sẽ phải đuôi nuôi càng nè khắp. Ok, hiểu không? Hiểu sao vậy? Vậy là được rồi. Được rồi, rồi ok, rồi. Cảm ơn em. Lý do là sao chia tay? Bạn đó tại vì qua Việt Nam làm spa mà làm chui á, cho nên khi mà hết hạn thì bạn đó cũng phải về Thái thôi. Em không đi theo qua Thái luôn. Em có đi. Lúc đó công ty của em đang tinh giảm nhân lực thì em bị nằm trong số mà họ cắt giảm á. Em cho em cơ, anh bị lay off luôn. Đi luôn. Thì lúc đó là gần Tết nữa, Tết âm lịch mà bị lay off rồi thì đâu còn tâm trạng gì. Nhưng mà em cũng quyết định là một chuyến đi Thái luôn. Coi như trước là để thư giãn, sau là thăm bạn đó, qua đó gặp bạn đó. Thì hai người có khoảng thời gian vui, đi chơi nhau suốt. Lúc đó bạn đó nhận được một lời mời làm việc ở Myanmar. Em có đưa tiễn bạn đó không? Em đưa luôn. Em đưa bạn đó tới biên giới Thái Lan, Myanmar luôn. Chỉ còn vài bước nữa là em đã qua biên giới Myanmar rồi. Nói chung cái cảnh hôm đó buồn lắm. Mà thì có em ở bên đây biên giới Thái, bạn đó xách vali đi qua biên giới Myanmar. Mà nhìn theo cho đến khi mà bóng khuất dần, rất là buồn. Có khóc không?
Chị nghĩ em khóc không? Có, buồn là phải khóc. Bình thường. Bình thường là khóc hay không? Khóc chứ. Chứ nói rồi bình thường. Mà cổ có lời mời đi ngay lúc em qua bên đó chơi luôn, trùng hợp vậy đó hả? Không, bạn hóa hỏi em có đưa tuyển hay không thôi. Thì em đưa tuyển coi như là cho trọn cái nghĩa luôn. Và sau đó thì xa mặt cách lòng, mình đúng yêu xa không bao giờ dễ dàng hết. Đúng. Với lại cái múi giờ nó khá là chênh lệch. Mặc dù ở Myanmar chỉ sớm hơn Việt Nam nửa tiếng, nhưng mà tại vì công việc của bạn đó là làm spa theo ca, cho nên nhiều khi buổi tối bạn đó làm mà em lại ngủ, cho nên rất là khó. Ngôn ngữ cũng là một cái rào cản, mình người Việt mình trao đổi nhau có khi còn chưa giải quyết được, nói chi là khác ngôn ngữ, nó rất khó khăn. Mà cả hai thấy đường cũng khó nữa. Em thì cũng rất khó mà đi qua Thái Lan, tại vì cái ngành của em ở bên Thái em cũng tìm hiểu rồi. Với lại em còn cái vụ phải đem vợ về làm dâu nữa. Bạn đó qua Việt Nam cũng không được, tại vì bạn đó không biết tiếng Anh. Buồn quá. Dạ. Tốn mớ nước mắt. Bình thường, em nghĩ bình thường. Nếu mà ai mà đã hết lòng với tình yêu thì tốn nước mắt thì đâu phải chỉ nam hay nữ. Thứ ba. Thôi tình thứ ba thì tụi em đã đi tới cái mức mà đang lên plan đám cưới luôn rồi. Cưới luôn rồi, sao chia tay? Nhưng mà lại fail. Do hai bên không thống nhất được về các thủ tục cưới. Trời đất ơi, ta tính yêu nhau tính đám cưới rồi mà vì mấy cái thủ tục cưới thôi mà phải chia tay. Cái chuyện đó em nghĩ cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như cái lúc đó là tại vì em rất là ít người nên bên em chỉ tính đãi 3 bàn thôi. Rồi. Nhưng bên bạn đó tới 15 bàn lận, là gấp 5 lần bên em luận. Rồi. Em thấy mời nhiều quá, em mới nói có thể giảm bớt số bàn hay không. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á, lỡ họ không tới hết thì bị lỗ. Em chỉ nói như thế thôi, chứ hy vọng bạn đó hiểu theo ý tốt. Bạn đó cũng giảm nhưng mà từ 15 giảm xuống 13 bàn. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp hơn bên em tới 10 bàn lận. Nếu mà áp đảo như vậy thì bên nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều thôi thì em không, em đã cố gắng hết rồi nhưng bên em chỉ có như đó. Thì em môn quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được. Đám cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn đẻ đãi có 10 bàn, 10 bàn có 100 mấy chục người mà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại rồi bạn bè của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Dạ, cảm ơn chị đã nói. Chị đã nói luôn được cái cốt lõi rồi đó. 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 Rồi bây giờ sắp tới đám cưới cũng là 3 bàn nữa đúng không? Ừ, bên em là kiểu gì thì cũng... Rồi bây giờ bạn giờ em muốn bạn nhà bạn gái là được mấy bàn, đám cưới được đãi được mấy bàn. Nhiều khi cái ý của mình lại bị người ta hiểu là giống như là bị áp đặt. Thật sự em không áp đặt. Mấy bàn không quan trọng, quan trọng là người đó đã có chơi, có chịu. Nếu mà mời nhiều thì lỗ thì bên đó phải gánh hết thôi. Trời đất ơi. Chứ không thể nào mà nếu mà mời nhiều lại phía bên em bỏ tiền bù lỗ hay là sao đó. Em thấy thật sự không công bằng và không thỏa đáng. Khó quá, hai bạn tự chị nào tới đám cưới mà chị hỏi cũng xa quá rồi chị ơi. Đâu có xa đâu em. Những cái chuyện đó mới là quyết định có gần hay không. Có gần mới có xa, không có gần sao có xa được. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không hút thuốc, không bụng bự, không đầu hói, biết sống chia sẻ gia đình. Nói chung là một người biết hòa đồng hai bên gia đình. Rồi, có công ăn việc làm ổn định. Em thì không hút thuốc rồi, mà chỉ có hút thuốc thụ động thôi. Tức là người ta hút còn mình ngửi. Rượu bia thì em cũng không uống được, cho em bị dị ứng với đồ uống có cồn. Cái chuyện mà quan tâm đối phương á thì điều đó là hiển nhiên rồi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đầu tiên bạn đó có thể hiểu được cái băn khoăn lớn nhất của em là vấn đề làm dâu. Bạn đó đừng có bị mang mặc cảm làm dâu. Người bạn gái đó phải có công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là nếu mà là người dân tỉnh á, thì đừng có làm một khoảng thời gian rồi sau đó trở lại tỉnh. Tại vì em bạn của em đã gặp trường hợp đó rồi và bắt buộc phải chia tay. Có nghĩa là phải lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bên đây ta ổn định công ăn việc làm, ổn định nhà tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chịu làm dâu luôn, khỏi lo. Kiếm ảnh đi, ảnh ở chồng đó em. Cổ ở chồng á. Theo giác quan của mình kiểm tra thử coi, kiếm thử coi ai là cô gái ấy, ai là chàng trai ấy. Ai? Chắc anh này. Anh đó, tại sao chọn cái anh nhắm mắt? Em cảm giác vậy. Em cảm giác vậy, đó là quyền của em. Rồi bên đây ba chàng trai mà cổ đi chọn, anh nhắm mắt mà cô hiểu rồi đó. Cổ đâu? Hai người này em có cảm giác không phải. Thì chỉ có váy hồng thôi. Bé váy hồng phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trái tim. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để các bạn kiểm tra xem cảm xúc của mình, cảm giác của mình lựa chọn ngày hôm nay đúng hay không nha. Xin mời các bạn. Chào anh. Chào. Sao em? Đúng sai? Sai rồi. Sai rồi. Em đúng hay sai? Dạ sai. Sai rồi.
nghĩ sao ta đi làm quen với bạn gái mà ta đưa tấm hình người ta chán nhắm mắt, người ta phải dìm hàng thằng bạn, ai dìm hàng bản thân mình. Tặng bạn. Cảm ơn bạn. Hôm nay cùng tuổi thì chắc xưng bạn. Cùng tuổi thì cùng tuổi chứ mình phải tự tin lên, cùng tuổi vẫn anh em đàng hoàng. Không, em xưng bạn. Ok em. Rồi sao bữa nay mình gặp lần đầu tiên gặp bạn gái, sao mình không có chuẩn bị quà hay cái bông cái hoa gì vậy em? Do em đi gấp từ công ty đi qua đây luôn. À vậy hả? Dạ. Phải có chuẩn bị trước từ sáng sớm chứ. Dạ không, sáng sớm cũng đi làm sớm luôn. Vậy luôn hả? Bây giờ chị Tường mời thức ăn của nhà hàng cho các bạn vừa ăn trưa cùng nhau vừa trò chuyện với nhau. Xin mời. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon và được trình bày rất là đẹp mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Đây là món tôm viên sốt long châu và bánh xếp áp chảo. Rồi xin mời hai bạn nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Hồi nãy bạn nói bạn làm việc ở bệnh viện nào nghe không rõ. Mình làm bên anh bệnh viện An Bình. Mình là khá dễ ăn, ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thì không thích những món có bơ, sữa, phô mai, cho nên mập không được. Và ăn nhiều rau, bạn làm ca đúng không? Bạn làm ca như vậy thì bạn có thời gian để dành cho một mối quan hệ không? Thật sự ra là nếu như mà mình muốn dành cho nhau á thì tất nhiên sẽ có thời gian thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là không có thời gian. Tại vì gia đình mình cũng muốn mình lập gia đình trong, với lại mình cũng muốn tìm một cái người mà có thể là chung, là cùng hợp ý với mình. Mình phải hỏi câu đó tại vì có trường hợp mà những bạn á họ cũng muốn lắm nhưng mà họ bận và họ cứ lấy lý do bận hoài à. Mình lấy gì đó nó không có thỏa đáng, tại vì một khi mà đã dấn thân cho một cái mối quan hệ nào thì mình cũng phải có một sự ưu tiên nhất định, mình phải tự sắp xếp thời gian. Hơn nữa cái điều đó cũng thể hiện rằng một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn có hay đi du lịch không? Có, một năm đi một lần vào dịp Tết. Bạn đi một mình hay là có dẫn mẹ đi cùng không? Không, đi một mình, tại vì mẹ mình không thích đi. Những thời gian rảnh á, nếu mà bạn không đi làm á thì bạn làm gì? Thời gian rảnh của mình là hai ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật ở nhà thì có những cái thú tiêu khiển như là trồng cây, chăm sóc cá, mèo hoặc là học ngoại ngữ. Nếu mà bạn bè có rủ đi cà phê thì đi. Bạn có biết nấu ăn không? Biết một số món đơn giản thôi, ví dụ như đậu rồng xào tép hoặc rau muống xào tương. Nếu trong những món nào có liên quan tới rau thì biết. Nãy giờ có bàn vụ đám cưới không? Dạ chưa chị. Bàn có đãi mấy bàn coi được không? Đồ ăn ngon không em? Ngon chị, tại em đang đói mà. Ngon đang đói đúng không? Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình đã chuẩn bị sẵn, có những câu hỏi khá vui trong này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn trai. Thể hiện một hành động lãng mạn để tỏ tình đối phương. Mời em qua đây. Làm luôn. Làm luôn chứ chừng nào làm nữa. Mà em làm IT nên em khô khan lắm. Thì mình phải thử. Đó, nhanh lẹ hết sức không? Trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông làm gì tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Cái này khó quá. Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì bây giờ mình thấy là cả hai rất là tương đồng, có những ý kiến giống nhau. Mình có thể làm bạn trai của bạn được hay không? Cho mình suy nghĩ chút. Nói tiếp đi, chưa thuyết phục được mình. Lời thuyết phục đâu phải là ở những lời nói đâu. Không lẽ trong khoảng thời gian tìm hiểu bạn không cảm nhận được điều đó? Có thể cảm nhận, nhưng mà giờ phút quan trọng bạn phải nhấn một điểm mạnh gì đó. Để có nghĩa là bạn phải có một cái điểm gì mà phải thật sự là điểm riêng của bạn. Để nhấn vào cái đó thì mình mới lay động được mình. Nếu như mà em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ làm gì đồ. Thấy em là người như thế nào, trong lòng anh ra sao vậy đó. Nó thuyết phục chút, nói gì đâu ngoài dòng không. Nói chung thì mình thì không có giỏi về mồm mép, không có giỏi về mồm mép. Những lời của mình là chân phương. Nhưng mà nếu bạn cũng cảm nhận được mình là người như thế nào trong khoảng thời gian quen biết với nhau rồi. Mình thì không giàu, nhưng mà không giàu về tài chính, nhưng mà có thể giàu về tình cảm. Nếu bạn tìm một người mà để đồng hành đi suốt cuộc đời thì mình nghĩ mình có thể trở thành một đối tượng đó được. Với lại mình tôn trọng bạn và mình yêu thương bạn vì bạn là chính bạn, vì bạn là chính bạn. Hay, chốt câu này cũng hay. Rồi được rồi, cảm ơn em. Hay rồi đó, cái câu cuối đó chị thấy hay rồi đó. Dạ, be yourself. Rồi tới phiên bạn gái. Mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm cho chị Tường luôn.
A. Yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng hành động cụ thể. Trời ơi, cái thần ốm yếu này làm sao đây? Ừ, thật khó quá, bỏ qua chị ơi. Không bỏ qua được, bây giờ em phải thể hiện có chơi có chịu. Em làm sao em thể hiện sức mạnh chị coi coi. Đứng lên, sân chơi này là của em. Vậy em muốn làm gì? Ẩm cổ, bồng cổ, hít đất, thục dầu. Thì bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Mình nặng 58 ký. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 55 ký. Ồ vậy thì thua rồi. Vậy em muốn sao? Ẩm cổ nổi không? Dạ không. Cổng cổ nổi không? Chắc không luôn. Rồi vậy thôi, hít đất thục dầu. Ừ chắc vậy quá. Rồi chơi đi. Kiểu này chắc hết cũng không có nhiều, 5 cái thôi. Rồi chị. Sức em nhiêu thì em thể hiện nhiêu chứ giờ sao giờ? Cái gì mà bẻ tay bẻ chân ghê vậy? Không muốn khởi động chị. Khởi động rồi. Không mà chơi luôn đi. Chơi luôn. 5 cái nha chị. Ừ. Đếm đi. 1. Đếm giùm đi em. 2. 3. Thẳng tài dữ ha. 4. 5. Rồi xong. Rồi xong. Đúng có chơi có chịu thiệt. Tôi thích bạn à. Tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Đây là lúc quan trọng nhất. Trò chuyện nhiều nhưng chốt lại. Nếu hợp lý chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì chúng ta hãy dành cơ hội này cho những người khác. 1. 2. 3. À, sao bạn gái là không bấm nút? Cái cảm giác mà gặp bạn đó thì không có một cái điểm nhấn gì cho em để em thích được bạn ấy. Rồi rất là tiếc vì Tường không làm được tròn trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Cố gắng tìm được một nửa của mình à, về báo hiếu với mẹ ha. Sớm sớm đừng để mẹ chờ lâu. Còn à, em gái cũng vậy, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, xinh xắn nữa. Chắc chắn là em cũng sẽ có được hạnh phúc của mình. Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bà Mai đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào mai mối được thành công cho cặp đôi này. Thôi thì hẹn ở lần sau quý vị nhé. 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Không? Dạ không ạ, em thì không có bị cắm sừng như gì hết. Bây giờ em có sở thích cắm hoa, cắm nha. Em chỉ có cắt sừng thôi chứ không có cắm đâu. Dũa sừng giùm người khác. Dạ đúng rồi. Dạ bình thường em thì có 3 mối tình mà có 2 mối tình đơn phương. Trời đất ơi. Một mối tình chính thức. Yêu thì yêu 4 tháng thôi. Ừ. Đến lúc là em phát hiện ra người đó có người khác thì em cắt. Sừng nữa hả? Dạ, dạ. Mà cái sừng này ngắn ha, mới 4 tháng thôi. Nhưng mà 4 tháng thì nói chung em là người thiên về tình cảm. Nên đôi lúc là hơi bị sốc. Bởi vậy hình như khoảng 10 năm rồi em chưa quen ai hết. Cái gì? Em nghĩ là khi nào nữa em mới tới tính tới chuyện lấy chồng. Vậy chắc tầm 30-35. 30-35 mà năm nay nhiêu rồi? Nhiêu vậy rồi? Mới 23 rồi. Trời ơi, mới có 23 hà. Trời chắc mệt rồi nha. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Thưa quý vị, cứ mỗi tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau tại sân khấu của ghép đôi thần tốc. Và nhiệm vụ của ông Mai và Mối là làm sao kết đôi được cho 4 người cùng tham gia chương trình. Ừ. Ông Mai mới vô nghề mà mát tay dữ lắm. Hôm nay mấy cặp nè, phán cái coi nè. Hôm nay là 2 cặp. 2 cặp. Yeah. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào đón quý vị đến với 2 bạn nam của chương trình. Wow, hoành tráng quá, hoành tráng quá, yeah. Và bây giờ 2 bạn nữ đến chương trình ghép đôi thần tốc, xin mời.
Bên đây mùa xuân dạt dào luôn nha. Như vậy tất cả các bạn đã vào vị trí rồi thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu đầu tiên của hai chàng trai của tôi. Anh chàng ghế màu xanh trước nha. Dạ em tên là Võ Đại Nghĩa. Năm nay em 33 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh sale cho một công ty thép Phong Rỉ. Dạ, lanh lắm đúng không? Lanh thì có lanh nhưng mà hơi nhát gái một chút chị. À, lanh có lanh, nhát gái mới nhờ tới chị Tường chứ không tự sale bán mình luôn rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nghĩa? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, ham học hỏi. Điểm yếu của em là sống theo thiên về tình cảm nhiều quá, hay do dự vấn đề. Tại vì là em làm một cái gì đó thì em suy nghĩ rất là lâu. Nhưng mà khi em đã quyết định em làm rồi là làm tới luôn. Mặt chưa vui lắm nha. Tôi lên mới có vợ. Rồi bây giờ bạn nữ ghế màu xanh đây nè, làm cho bạn nam màu xanh vui vui chút nè. Rồi, tự giới thiệu mình đi em. Dạ, em tên là Đoan Hiếu nhưng mà mọi người thường gọi em là Helen. Thì em 23 tuổi. Em hiện tại là công việc là trợ lý giám đốc. Mặt cũng chưa vui mấy luôn á. Dạ, em nghiến răng á cho nên là em không cười lớn được. Không kệ, thoải mái. Em phải tự tin vào mình. Dạ, giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh thì chắc là em giỏi ngoại giao. Còn điểm yếu thì tính em hơi nhạt xíu. Em hơi nghiêm túc. Sao? Hơi nhạt kiểu là trong một cái cuộc vui này nọ, mọi người nói đùa, nói cười vừa, thì em hơi kiểu hơi lạnh. Rất đẹp gái nha, hai cô rất đẹp, tự tin lên cơ. Cười các anh à? Không dám cười. Anh nữa quỷ sứ ác vậy trời. Bây giờ chị đến với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Rồi em trai tên gì nè? Dạ em tên Nguyễn Hàm Giang Bảo Thiện. Thiện là năm nay nhiêu tuổi Thiện? Dạ em 38 tuổi. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em nhân viên văn phòng. Bây giờ nói một chút xíu tới điểm mạnh điểm yếu của em nè. Dạ em thì xưa giờ em rất thích thể thao nên em chơi khá các môn. Vô địch cầu lông. Ôi, trời ơi, vô địch luôn á hả? Công ty thôi chứ không có đánh giải lớn. Công ty có mấy người? Dạ chắc cũng 5-70 người tham gia. 5-70 người cũng là hay lắm rồi. Hay lắm rồi. Còn chơi gì nữa không? Dạ thể thao với lại rảnh thì chơi game. Tại vì cũng không có bạn nên cũng với lại em không có thích nhậu nhẹt nữa. Ba mấy tuổi mà còn chơi game nữa. Rồi điểm yếu. Dạ điểm yếu hả? Yêu với lại quan tâm nhiều quá thì tuy là đó là điểm mạnh nhưng mà khi có cái chuyện gì thì nó cũng là gây cho em cái sự sụp đổ. Là mình là người lụy tình á hay là dạ, gì? Có thể gọi là vậy. Phải có ai trám vô hoặc là chứ không là nó... Ủa trám vô là sao? Tình yêu sao vô trái tim, trám vô trái tim. Bị lỗ hổng, bị lỗ hổng. À bị lỗ hổng trái tim đúng không? Hy vọng hôm nay sẽ có người trám được cho em nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Bây giờ, tới em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Dư Phúc. Em sinh năm 96, 25 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Đồng Nai. Em cũng mở một cửa hàng về kinh doanh dịch vụ làm đẹp cho phái nữ. Cũng ở Đồng Nai luôn. Mà anh thấy cái món quà em đem tới là một cái bánh kem, cho anh hỏi là cái bánh kem này là xuất xứ như thế nào? Dạ, lý do là tại vì ngày mai là sinh nhật tròn 25 tuổi của em. À, sinh nhật em luôn á hả? Dạ, cho nên là mang bánh kem thì cũng hy vọng là sẽ có người ăn cùng. Chị hy vọng rằng là sau buổi ghi hình này em sẽ có người cùng thưởng thức cái bánh kem này và chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị với Đạt chúc sinh nhật em trước ha. Dạ, cảm ơn anh chị. Trời ơi, dễ thương quá à. Rồi bên đây cũng là một cô gái niềng răng nữa luôn đúng không? Dạ, chị nãy giờ nói chuyện nhỏ xíu luôn à. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em học hỏi cũng nhanh, nấu ăn thì cũng được. Còn điểm yếu của em thì em rất là mau quên. Ví dụ như em muốn ra ngoài đường thì em có khi em phải đi ra đi vô mấy lần em mới đi được. Kiểu quên điện thoại, quên cái chìa khóa, chìa khóa rồi vậy đó. Sau màn giới thiệu á Tường, em thấy hy vọng lắm luôn nha Tường nha. Tôi giờ tôi muốn nghe tình trường của cái anh ngồi ghế đỏ trước gì mà trám vào lỗ hổng của trái tim đó. Để tôi coi cái ảnh cận gì mà anh trám rỗng. Dạ thì em cũng 17 tuổi biết yêu rồi. 17 tuổi biết yêu là giờ yêu 21 năm rồi hả? Tính ra thì em chỉ yêu chừng 16 năm thôi nhưng mà có 3 mối tình rưỡi. Cái gì có rưỡi ở trong nữa? Dạ tại có bạn kia mới quen có vài tháng, 2 tháng hơn bạn đòi lấy em, cái em cũng sợ quá. Thế nên thôi mình dừng lại. Ủa cái mối đó là mối thứ mấy? Cái mối rưỡi đó là mối thứ mấy? Dạ mối thứ nhì nếu mà mình tính là vậy là mối. Lúc đó là nhiêu tuổi?
Mối tình đầu của em thì em từ 17 đến 27 tuổi, 10 năm. Cái mối rưỡi đó đó, lúc đó là 27 tuổi là lấy vợ được rồi, sao không lấy? Dạ thì tại vì em có phân tích với bạn đó là mới có 2 tháng rưỡi rồi, đâu có biết gì tính nhau đâu. Mà bạn nó đòi lấy. Dạ thì bạn nó nói sao? Thì bạn đó chắc tại thấy em cũng ngon đẹp quá trai. Nên thấy em cũng ngon quá nên thì bạn đó đòi lấy thì em phân tích bạn đó là nên bình tĩnh, nam một đời vợ thì không sao nhưng mà nữ một đời thì rất là khó. Đúng đúng rồi. Dạ mới 2 tháng rưỡi lỡ anh có cờ bạc hay là vũ phu hay là cái gì đó khác chưa thì có hiểu. Dạ em nói là thôi để 2 tuần suy nghĩ đi rồi mình nói lại vấn đề này nếu em muốn điều đó nữa. Sau 2 tuần thì bạn đó cũng gặp, bạn đó nói là em thấy anh nói đúng thì em để chuyện đó từ từ, chuyện nào đến thì đến. Thì em cũng nói là tại cũng vì cái lý do mà 2 tuần đó đó thì anh có cái quyết định là nên dừng lại. Tại vì trong 2 tuần đó em không có nhớ bạn đó. Không thì không lẽ mình nuôi dưỡng cái gì đây nên như vậy là trong 2 tuần đó em vẫn nhớ tới cái mối tình cũ 10 năm. Dạ không. 1 năm hơn thì em mới gặp cái bạn 2 tháng mấy đó. Vậy thì cái mối tình mà 10 năm đó đó thì lý do sao chia tay? Dạ thật ra em là cao tới 2m1 lận. Tại vì cái gì mà cao 2m1? Là tại em có cái sừng. Em có cái sừng. Em có cái sừng. Một nỗi niềm. Mà em phát hiện ra hay là dạ bạn kia chặn em thì em mới phát hiện ra. Cái bạn trai kia chặn em luôn. Dạ. Chặn em làm gì? Thì ý là chặn hỏi bạn gái là sao như vậy, các thứ em từ nhiếp chính mà thành phi tần luôn rồi cái là em dạ. Thấy em vậy là em tự thì, em tự lui cung luôn hả? Dạ không, thì ba mặt một lời nói chuyện thì ra thì 3 năm. Trời ơi, em quen người ta 10 năm mà người ta quen anh đó 3 năm rồi. Dạ thiệt. Vậy 3 năm đó em mù lò hay gì mà em không em biết? Em có một thời gian em đi nước ngoài em làm việc nên không phải là vì đi nước ngoài mà cô ấy vậy, mà trước đó là cô ấy đã vậy rồi. Rồi xong thì mình cũng vì sự nghiệp thì mình đi đã rồi kêu em về, năn nỉ em về. Tại vì giận anh kia mới kêu em về. Trời ơi, em cũng dễ dãi quá ha. Dạ. Nhưng mà em cao mét mấy? Dạ 6'7" 6'8" mà. 6'7" 6'8" mà mắc gì tới cao cái sừng luôn tới 2m1 kiểu vậy? 3 năm. Sừng đó nuôi tới 3 năm rồi. À cái sừng nuôi dài quá hả? Chứ người ta thường có mấy tháng em 3 năm. Rồi còn hai cái mối tình sau đó, sau cuối này, cái cuối này có cái gì đặc biệt không? Cái giữa thì là cô kia đi Mỹ thì mình không nói thì người ta chọn đó. Còn cô cuối thì quen 3 năm xong cô nói là cổ chưa có suy nghĩ đến chuyện chồng con. Là cổ nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 99. Ai biểu ham của lạ, ai biểu ham của lạ, ai biểu ham trẻ làm chi. Nhưng mà tại cổ làm quen em chứ em đâu có làm quen. 35 tuổi thì người ta kiếm 30 người ta quen, người ta cưới được rồi. Ai biểu quen chi mà mới lớn chi rồi. Rồi sao thì, quen được 3 năm? Dạ thì cậu nói cậu không muốn tốn thời gian của em nữa. Hay là bị cấm sừng nữa mà không hay. Em cũng nghi nhưng mà em không hỏi. Thì khi mà người ta đã nói lý do đó thì mình không nên nói thêm cái gì nữa. Không lẽ giờ em có người mới hay là cái gì thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Bây giờ rút được một cái kinh nghiệm gì? Thì người sau mình sẽ yêu hơn người trước nữa. Cái gì kỳ vậy? Hoài vậy? Thì chứ không để người ta thiệt thòi. Sao hồi trước anh yêu cô kia vậy mà tới em thì... Nhưng mà bây giờ yêu nữa thì yêu bao lâu rồi? Có chuyện nào cả hỏi cưới? Em nghĩ thì tại cái tuổi em cũng nó đẹp rồi nên chắc 2 năm là cùng nha. À, 2 năm là cùng. Năm sau em thích năm sau hơn. Hy vọng cho em năm nay có chỗ lấp đầy cái lỗ trống, là cái lỗ trống của trái tim chứ không phải lỗ trống của những hình bóng trước. Yeah, đúng không? Yeah, đúng. Còn anh là yêu ai cũng như mới yêu lần đầu. Yeah. Và yêu ai cũng là cuồng nhiệt và yêu ai cũng hơn cái mối tình trước phải không? Dạ chính xác. Kiểu mẫu của người phụ nữ mà em dễ có tình cảm là kiểu sao, để bên đây có không nè? Tuổi thì không vấn đề nhưng mà nên trưởng thành, ngoan với hiền. Mẫu người muốn lấy chồng. Nói đi chứ để không. Dạ mẫu người muốn lấy chồng. Ừ chứ bây giờ người ta đủ hết trơn mà người ta không muốn lấy chồng là mệt nữa. Dạ. Ngoại hình sao nè? Dạ ưa nhìn dễ thương là được rồi chứ. Trời ơi đây đẹp không luôn á. Dạ vậy nhưng mà... thì em đang lên đẹp. Bây giờ thì anh ghế màu đỏ đã tâm sự những cuộc tình của mình. Thì bây giờ tới em đi. Dạ em thì có 2 mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 2 năm.
Mối tình đầu là 3 năm. Dạ. Mối tình đầu thì lúc đó cũng nhỏ cho nên là chưa xác định tương lai cho nên là thôi không quen nữa. À. Dạ. Mối tình thứ hai thì được 2 năm là do xảy ra nhiều mâu thuẫn mà không có tiếng nói chung nữa cho nên là tụi em cũng quyết định thôi. Cái mối tình thứ hai là 2 năm lúc nào? Năm 2018. Vậy là chia tay cũng được 1 năm rồi. Dạ đúng rồi. Khi mà chia tay người bạn thứ hai thì bây giờ cảm giác thế nào? Có bị cô đơn hay là trái tim có bị lòi lỗ gì không? Dạ không ạ, em thì không có bị cấm sừng hay gì hết. Chỉ là không hợp nhau nữa thì thôi. Cái gì mà cao 2m1? Dạ tại em có cái sừng. Dạ, nhắc vô nỗi đau bên đây làm chi vậy? Bây giờ em có sở thích cắm hoa, cắm... Dạ. Em chỉ có cắt sừng thôi chứ không có cắm đâu. Dũa sừng giùm người khác. Dạ đúng rồi. Mẫu người đàn ông mà em hướng tới về ngoại hình á thì em thì thích là cao khoảng 1m72, tại em cũng cao 1m6 thì em muốn cao tới 2m1. Dạ nói chung là thì sáu mấy không sao. Em thích bạn ấy có vai rộng tay to, nói chung là nhìn khỏe mạnh. Vấn đề bây giờ cho chị hỏi ngược lại một câu là em muốn lấy chồng chưa, bao nhiêu lâu nữa thì em kết hôn được? Em thì cũng tính 2-3 năm. Nhưng mà đừng có hối quá cũng được, ba mình trả giá thứ hai cũng có cơ hội đó em. Cũng được á. Chúng ta sẽ đến với bạn Nghĩa đúng không? Giờ Nghĩa nói tình trường của Nghĩa coi nè. Tình trường em thì có 3 mối tình mà có 2 mối tình đơn phương. Trời đất ơi. 1 mối tình chính thức khoảng được 4 tháng. Trời quen đó. Thì quen được 5. Nhưng mà trực tiếp thì khi mà yêu thì yêu 4 tháng thôi. Đến lúc là em phát hiện ra người đó có người khác thì em cắt. Sừng nữa hả? Dạ. Mà cái sừng này ngắn ha, mới 4 tháng thôi. Nhưng mà 4 tháng thì nói chung em là người thiên về tình cảm nên đôi lúc là hơi bị sốc. Bởi vậy hình như khoảng 10 năm rồi em chưa quen ai hết. Cái gì? Cái cú cắm sừng đó là kéo tới 10 năm chưa quen ai luôn. Bạn nó có hứa hẹn gì với em? Hai đứa đã có thề non hẹn biển gì nói chưa? Nói chung là em là người hay lo xa. Thì em nghĩ chuyện tương lai em vẽ ra rất là đẹp. Đến khi nó mà nó em vẽ ra là... mà em có vẽ với cổ không hay là em tự vẽ một mình? Em tự vẽ. Tới lúc đó thì nói chung là mình hơi đóng cánh cửa lại. Khoảng cỡ năm nay bắt đầu em thoáng ra từ từ. Nhưng mà cái khúc chia tay đó là em chủ động chia tay hay là cổ đi theo cái người kia cổ chia tay hay là như thế nào? Nói chung là em phát hiện. Đẹp gặp rồi cô ấy nói thôi vậy thôi thì hai người đường ngang nấy đi, người ta muốn đi thì mình đâu có cản được, rồi để em chấp nhận thôi. Cái giai đoạn mà em bị cấm sừng nữa đó mà em đóng cửa, anh cứ kêu là em dùng từ em đóng cửa trái tim tâm hồn em lại luôn, thì lúc đó cái tâm lý em như thế nào? Lúc đó em một phần thì nó hơi tệ một chút, nó có nhiều thú vui này nọ thì mình trôi theo thôi, nhưng mà thú vui lành mạnh đó ạ. Thú vui này nọ là thú vui gì mà lành mạnh? Dạ, coi là nhậu thôi. Em chỉ đơn giản là nhậu đó. Lúc đó là em mới 23-24 tuổi hả? Dạ năm đó em 23 tuổi. Rồi làm sao em vượt qua được cái giai đoạn đó? Em xem mấy chương trình video về hấp sáp, về chữa lành bản thân á. Giờ em coi trên mạng này nọ, bắt đầu em mình cải thiện mình lại từ từ. Và bây giờ nó mở cửa lòng ra rồi. Dạ. Đúng không? Mới tại sao không? Em nghĩ là thời gian một năm nay em đã mở lòng em ra rồi, em đã vượt qua được cái bóng tối đó rồi. Tại vì hồi trước là em là dạng như là em giao tiếp với một nhóm người bạn thôi. Nhưng bây giờ là em có thể là đi học đây nè, học để bổ túc thêm cho bản thân. Xây dựng học hỏi nhiều hơn, mình trải nghiệm nhiều hơn, mình đi du lịch đây đó nhiều hơn. Okay. Động lực nào cho em đến với chương trình ngày hôm nay? Mình nhìn mọi người xung quanh á, đôi lúc họ hối thì có rồi, nhưng mà họ quan tâm mình, nhìn lại gia đình mình. Thì em nghĩ cái đó là trách nhiệm thứ nhất của người làm con. Thứ hai là mình có vui vẻ, hạnh phúc thì người lớn hay những người xung quanh mình á mới vui vẻ hạnh phúc được. Mình muốn người khác vui thì phải mình vui trước đã. Rồi mới lan tỏa cho mọi người xung quanh mình vui. Nhưng mà chị hỏi thiệt là một năm nay giờ trái tim em có bao giờ thấy rộn ràng? Ví dụ em thấy một cái bóng hồng nào đó ngoài đường đi làm em cũng gặp, có bao giờ em thấy sao xuyến qua em giờ ồ cô này đẹp quá, cô này dễ thương quá, có chưa? Có ý định? Dạ có, mình cũng rộn ràng nhưng mà đôi lúc là cơ hội chưa tới chị. Hy vọng hôm nay cơ hội tới với em ha. Dạ em cảm ơn chị. Em muốn tìm một người như thế nào? Em thì chỉ muốn tìm một người phụ nữ hòa đồng vui vẻ, biết quan tâm, ghét nhất người phụ nữ lừa dối. Còn em, chuyện tình yêu em như thế nào? Chuyện tình của em kể ra rất là đơn giản và hầu như là chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào? Hèn chi nó đơn giản. Em chưa trải qua mối tình nào cả. Nhưng mà kiểu dạng có thể gọi là crush thì cũng nhiều. À, thích hả? Tức là người ta thích em thì cũng nhiều. Đúng rồi. Mà sao em không đáp trả lại? Tại em không thích.
Em đã có bao nhiêu người theo đuổi rồi? Cũng có vài người nhưng mà em cảm thấy là hai người không có mục tiêu chung nên là em cũng dứt khoát không tiến tới với nhau. Từ trước giờ thì em tập trung cho học và sự việc, cho sự nghiệp nhiều hơn nên là em không có muốn dành thời gian quá nhiều cho tình yêu. Sau này thì khi em đi làm rồi thì em mới bắt đầu tiếp xúc nhiều người hơn. Thì em cảm thấy mở lòng hơn được. Thì em tới chương trình này là em muốn tìm một người yêu như thế nào? Người đâu đó chắc là sẽ phù hợp về cả mindset, tức là về cách suy nghĩ. Em thích người làm kinh doanh thì sẽ dễ để chia sẻ hơn. Cái thứ nhất, thứ hai là em thích người nghiêm túc, trưởng thành và có sự tinh ý. Tinh ý tức là sẽ quan tâm em nhiều. Nhưng mà cái người đó có tâm á. Những cái điểm nào ở người đàn ông mà em không thích á? Nhậu nhẹt hoặc là cờ bạc, bảo thủ. Dạ, cỡ như vậy thôi. Nhậu nhẹt, cờ bạc, bảo thủ. Thật ra cờ bạc nhậu nhẹt thì cũng không ai thích. Còn cái bảo thủ là ý em sao? Bảo thủ là cái người hơi bị gia trưởng. Dạ đúng rồi, giữ em kiểu em phải làm thế này và thế kia. Còn em rất là thích tự do, với lại công việc của em cũng là bận. Hầu như là buổi tối em cũng bận, làm từ sáng tới chiều, xong rồi chiều em lại đi ngoại giao nữa. Cho nên là cái việc mà ở bên bạn đó sẽ là có sự khó khăn. Nhưng mà nếu mà đã có bạn trai thì mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ. Dạ tất nhiên. Nhưng mà kiểu bạn, nếu mà bạn không chấp nhận được cái nhịp sống của em thì em cũng có nghĩa là không nhịp sống mình là hơi nhanh, năng động. Dạ. Người phụ nữ hiện đại, em nghĩ là khi nào nữa em mới tính tới chuyện lấy chồng? Dạ chắc tầm 30-35. 30-35 mà năm nay nhiêu rồi? Dạ em mới 23 rồi. Trời ơi. Mới có 23 hả? Trời chắc mệt rồi nha. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi một chút xíu về người thân hôm nay đi theo đi. Chị Tường nhìn thấy bên dưới phía bên đây là phụ huynh của nhà trai. Dạ con chào cô. Dạ chào Cát Tường, chào Minh Đạt. Dạ. Cô ơi cho con hỏi là hôm nay là mình đi theo bạn nào trên này vậy cô ha? Dạ bạn Bảo Thiện ạ. Dạ cô là mẹ của Bảo Thiện ạ. Thì bây giờ với một cái nhìn khách quan ha cô ha. Như mình cũng hiểu con trai mình rồi, mình nhìn theo cái ý thích của mình nữa. Thì theo như cô thì cô thấy rằng là cô gái ở ghế màu xanh hay ghế màu đỏ thì có vẻ sẽ phù hợp với con trai mình hơn ạ. Theo nhận xét cô thì thấy cô màu đỏ thì hợp hơn. Có những cái quan điểm nó cũng hơi tương đồng. Rồi con cảm ơn cô. Rồi qua em trai đi cưng. Dạ em xin phép em chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt. Em là đồng nghiệp của Nghĩa. Nếu mà tiến tới hôn nhân thì cũng đúng lo bàn cưới, 10 bàn cưới cho 10 bàn cưới cho chú rể. Đúng Nghĩa sếp hết rồi. Sẽ hỗ trợ thêm một số cái nữa. Thì nói chung sẽ hỗ trợ tối đa cho Nghĩa theo khoa chương trình. Thì hy vọng cũng có em dâu tương lai. Dạ. Trời ơi, một tràng vỗ tay cho sếp. Sếp quá ngon lành. 10 bàn tiệc rồi lo mọi thứ xung quanh nữa, coi như là rau ria có sếp lo hết. Chú rể là tìm cô dâu thôi đúng không? Dạ nhưng mà hồi nãy giờ sếp để ý hai cô bên đó, thấy có cô nào mà sếp thấy ổn không sếp? Có vẻ ổn hơn á. Thì bên bé màu đỏ thì có thể cái tiếng hôn nhân có thể nhanh hơn. Còn bé bên màu xanh thì nói chung có tìm hiểu thì cũng có thể 1-2 năm nữa thì cái tiếng hôn nhân là bình thường. Cái quan điểm sống mọi người nó có khác nhau lắm. Đôi khi mình định hướng vậy, cứ quan trọng mình có nhân duyên thì nó sẽ đến thôi. Đúng đó. Trời một ơi. Người trưởng thành người ta nói rất là chuẩn. Mình đều có kế hoạch hết, nhưng mà thiếu gì người vỡ kế hoạch em. Mình sắp đặt có kế hoạch tốt để mình từng bước mình lập những kế hoạch của mình. Nhưng trên cái đoạn đường mà đi đến cái kế hoạch đó, đôi lúc nó sẽ bị lạc trôi nhiều thứ lắm quý vị ạ. À. Dạ khó nói được lắm đúng không sếp? Dạ em cảm ơn nha, cảm ơn họ nhà trai. Dạ cảm ơn. Giờ tới họ nhà gái nè. Em chào chị Cát Tường, anh Đối Minh Đạt. Cô thì em là bạn của Phúc, thì hôm nay em tới đây cũng muốn hỗ trợ cho bạn tìm được một nửa mảnh ghép còn lại. Nãy giờ thì em cũng nghe những chia sẻ của bên Nam, thì em thấy là anh ngồi ghế đỏ sẽ hợp với bạn của em. Hợp ở chỗ nào vậy em? Dạ, cái tính cách của anh năng động. Mặc dù lớn nhưng năng động, nhưng mà có thể che chở cho bạn em được. Anh sẽ khắc phục những cái thói quen không có nhớ của bạn được. Nhưng mà anh cũng biết tập luyện thể thao y như bạn Phúc nữa. Thì em cảm thấy anh hợp. Cảm ơn em gái nha. Rồi thôi bây giờ mình không chờ đợi gì nữa. Chờ đợi gì nữa, mình cho các bạn gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Wow. Chào em. Liền tay luôn hả? Người ta tặng quà liền luôn. Quá trời, hôm nay quà quá sắc quà. Em cảm ơn ạ. Trời ơi, giống giao hàng quá vậy. Tặng quà cho nhau rồi mấy bạn ơi. Tặng quà công nghệ quá vậy. Có quà đặc biệt nè. Đó. Có tối thêm một miếng nhẹ. Wow. Em mong là ngày mai sẽ có người ăn sinh nhật chung.
anh rất vui là được em đặt hy vọng vậy, thì anh cũng sẽ cố gắng để bấm nút để thực hiện được điều đó. Chưa gì cũng lo bấm nút, nút đâu mà bấm. Okay, hát tặng người ta sinh nhật trước đi. Mừng ngày sinh nhật của em và thành chúc em mừng ngày đó em sinh ra đời với biết bao điều thắm tươi. Oh yeah. Tôi tưởng họ không biết hát bài chúc mừng sinh nhật nữa chứ. Bây giờ được rồi, hoa với hoa tôi thấy rồi. Ừ. Hai cái thùng giống nhau, tôi từ từ tôi tính. Nhưng cái hộp nhỏ nhỏ là cái gì vậy? Dạ, son môi. Cây son em mong tặng bạn thì mong rằng bạn tự tin lên, tự tin lên. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Oh, wow. Rồi. Em mình có tò mò cái thùng quà to quá, mình cũng phải khui chứ Đạt. Khui ha. Dạ, dạ. Hồi nãy vô tặng quà như khui như giao đồ, sách đồ rồi kịch xong đi về vậy. Trời, cái gì móc móc gì nữa vậy? Không, châu lam, châu lam. Trời ơi, bà tóc châu lam. Trời ơi, châu lam. Nhìn như lão lam để em túi quần luôn chứ vậy. Trời của em. Ờ, xinh quá. Wow, xinh quá. Đây, của em. Có nghĩa là hai món quà công nghệ là y chang nhau đó. Thiệt tình. Nhưng mà cái hộp nhỏ kia là có ý nghĩa riêng đó, có một phần hà. Wow. Đừng có thoa nha, của người ta đó. Trời ơi, tặng cho mỗi người mỗi con hai cái sừng luôn. Tự nhiên đem theo cái dao lam chi vậy? Thì em tính là sẽ cắt quà thì phải cần dao lam. Thì em thủ dao lam. Chứ để dao lên thì nó cộm quá. Trời ơi, thiệt ông thiệt thà ghê. Hồi nãy dao nãy ông... là con người tính xa. Tính xa nên bây giờ là tặng quà, quà. Lỡ đầu lo nghĩ tới chuyện ủa rồi mở quà rồi mở làm sao, thôi mua thêm cây dao lam đi. Rồi bạn gái ghế màu xanh, cảm nhận như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra và từ nãy đến giờ nhận quà đồ, em thấy sao? Dạ cảm thấy wow ạ. Thấy wow. Wow. Em cũng không biết nói sao nhưng mà kiểu có một cái gì đó sao xuyến hay sao. Ừ, dạ đúng rồi đó. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé. Còn em? Dạ, thấy vui ạ. Nói chung thì anh thì chững chạc. Cảm ơn em. Còn hai chàng trai, cảm xúc dạ, em như thế nào? Tại em mắc giờ hình trái tim rồi, bởi vậy không có nói nên lời nữa. Để chàng trai đóng cửa lâu năm, mở cửa nói chuyện nè. Dạ. Sao nghĩa? Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào? Cảm thấy nó hơi xấu xí, hơi rung nữa. Tại lâu rồi thì mình cũng nói chung là tiếp xúc cũng ít chị phụ nữ. Nhưng mà khi mở màn ra thì nói chung là mình cũng có cái gì đó nó rung động nhiều. Ừ. Em muốn hỏi gì hai cô gái ngày hôm nay không? Cho anh hỏi cô gái ở ngồi ghế xanh nha. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Chắc là đối với tình trường của em thì nó hơi ít, cho nên là nói về định nghĩa thì em hoàn toàn không có. Khi mà em gặp được cái người nào mình thật sự thích thì nó lại có cảm giác thôi, thì em sẽ tiến tới thôi. Vậy anh hỏi thêm câu nữa nha. Nếu mà khi em tính đến chuyện lập gia đình á, thì em có nghĩ đến chuyện làm dâu không? Ý anh là đến sống cùng gia đình anh đúng không ạ? Đúng rồi em. À, dạ cũng có thể. Được ạ. Vậy cho anh hỏi cô gái ngồi ghế đỏ, em cũng trải qua các mối tình đúng không? Cho anh hỏi là em quan điểm thế nào về khi hai người yêu nhau thì quan trọng nhất điều gì? Em thấy quan trọng nhất là người con trai cứ nhường người con gái. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn trời đừng ơi, có hơn thua nhau. Ừ. Cứ nhường đi rồi sẽ êm ấm hết. Mà nhường hoài rồi mập cái sừng đó em. Dạ không chị. Nói chung là sừng có mập hay không là do cái bản tính rồi. Nếu mà mình cảm thấy đối phương không an toàn thì mình nên dừng lại. Ừ. Chứ còn trong, là quan trong tình trọng yêu nhất là nên nhường em đi. Nhường đúng không? Dạ, là em được an toàn mạng sống. Đừng có hơn thua, đừng có dạ, so đo. Nếu mà sau đó thì có thể giải thích nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà tại thời điểm mâu thuẫn thì em muốn là được nhường. Em thấy sao? Em hết rồi. Em hết rồi đó hả? Dạ. Tại sao em là hỏi vấn đề về chuyện làm dâu? Dạ em thì nếu mà có vợ thì sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình với vợ. Gia đình em thì ba mẹ em rất là dễ. Nói chung là mẹ em thì thích có con gái nhưng mà lại có hai anh em thôi. Nhà hai được rửa vậy nha. Rồi sao tới mình sao thiện có muốn gì hỏi hai em gái ngày hôm nay không nè? Anh muốn hỏi em Phúc là em thích tập thể thao với lại đi du lịch mà. Dạ du lịch em thích đi, thích tập gym. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người gái là tin
đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. Rồi giờ hai cô gái mình cũng muốn đặt câu hỏi gì với hai chàng trai không nào? Dạ, ví dụ như xung quanh em thì có rất là nhiều vệ tinh. Thì anh thôi em cho em hỏi hai con một lúc luôn. Thì anh sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Mời ghế trả lời trước đi. Nói chung là nếu mà bạn gái mình có nhiều vệ tinh thì mình cảm thấy vui vẻ hơn chứ. Tại vì người mình được nhiều người quan tâm mà, thì mình mới vui vẻ khi mình có được cô ấy chứ. Và thứ nhất, cái thứ hai là mình khi một trong mối quan hệ thì tin tưởng mình luôn đặt lên hàng đầu. Nên tất cả mình tin tưởng cô ấy thì mình cứ vui vẻ khi đón nhận điều đó thôi. À ha. Anh thì cũng có kể sơ qua nãy thì vì không, tại vì anh tin, anh yêu thì anh phải tin chứ, thì người ta không phải chia sẻ, nhưng mà nếu mình thấy có cái gì thì mình hỏi. Nhưng mà nếu mà cái điều đó đặt lên bàn cân mà để tin, để gì thì anh chọn tin đó. Nhưng từ xưa giờ anh vẫn chọn đúng không? Nếu mà đã lỡ vậy thì chịu thôi chứ không có gì hỏi. Số phận mình nó hỏng hiu quá, mình phải chịu. Rồi chứ gì? Còn hỏi gì? Có ai hỏi gì không? Dạ không. Em muốn hỏi gì không nè? Dạ em hỏi anh ghế đỏ. Em á thì em hay thích mặc váy ngắn này kia, thì anh có quan điểm gì về cách ăn mặc không? Thì anh sẽ thấy em dễ thương nhiều hơn. Anh cũng thích gái mặc váy. Anh sống và làm việc với người nước ngoài nhiều, với lại tính anh cũng thoáng về vấn đề đó. Thì mình mặc sao cũng được, mình có thể mặc 2 giây hay bất kỳ gì cũng được, nhưng mà chỉ cần hợp thời điểm, hoàn cảnh thôi. Dạ. Chứ sai thời điểm thì cái đó nó mới xấu. Thí dụ sai thời điểm là sao? Dạ, chẳng hạn tiệc gia đình, có người lớn các thứ thì mình nên kín lại chút xíu. Mình cũng có thể xẻ cái này xẻ kia, nhưng mà vừa phải thôi, chứ đừng xẻ 3/4 các còn thứ. Còn với anh là em không bận cũng được nữa phải không? Dạ, đâu có cho bận. Đâu có cho bận, đâu có cho bận. Cũng biết chọc dữ lắm nha. Cho đổi không khí một xíu đi. Các bạn có quà tặng gì cho chương trình đi? Nãy giờ tặng quà nhau không? Văn nghệ đi đi. Chị Tường với Đạt ngồi không đi đó. Dạ mình đánh cầu lông được không chị? Đánh cầu lông hả? Hát mà lỡ nó quên được không chị? Được rồi, không nhớ không quên chị nhắc cho. Rồi tiếp tục. Cho em hát bài Ánh Nắng của anh đi. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi đi miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tình yêu ấy, không có khóc, không có gì giờ gì khóc là em, người anh sẽ mãi không quên, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Bây giờ vậy nè, chàng trai của chị là đã 10 năm rồi, khép cửa trái tim rồi, chị muốn có một cái sự va chạm tiếp xúc nhẹ với hai cô gái, một cái nắm tay lịch sự thôi, thì không biết ý nhà trai thế nào. Thoải mái mời em tiến qua thử thách. Những dòng điện bắt đầu chạy nè hả. Ủa vậy thôi, không nói gì hết trơn ấy. Trông em rất là xinh đẹp, mong em sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn anh. Chúc em sẽ luôn xinh đẹp và mãi xinh đẹp về sau. Dạ, cảm ơn anh. Qua đi cưng, tới phiên mình. Trời ơi, cơ hội chị Tường cho cả hai luôn mà. Em chờ anh nắm tay được, tự nắm tay. Em xinh quá nên cũng không biết nói gì hơn nữa. Một xíu anh sẽ nói nhiều hơn nữa. Chị Tường nghĩ là bao nhiêu đó cảm xúc trên sân khấu này cũng đủ để các bạn cảm nhận được nhau rồi. Bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh tương ứng với cái ghế mà đối phương của mình đang ngồi. Mình thích cô gái hay chàng trai ở ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Rồi hãy làm đúng với những gì mà trái tim mình mách bảo nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt của mình lại. Hãy lắng nghe lời trái tim nha. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình
sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Khi mà em gặp được cái người nào mà thật sự thích thì nó lại có cảm giác thôi, thì em sẽ tiến tới thôi. 4. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người gái là tin, đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. 3. Hai. Một. Bấm. Bấm. Tay nhau đi hai cặp. Đi nào. Bên em anh xây trong hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên em anh nghe trong lòng hát dài điệu tình yêu. Cái cặp này tôi thấy từ đầu là đã sẹt sẹt nhau rồi. Cặp này tôi quan tâm nè. Cặp này sao hay em, đó. Bây giờ 10 năm rồi, hôm nay sao em nói một câu mạnh mẽ chị Tường coi coi. Lòng ngực nó đập dồn dập với chị. Điều gì ở chàng trai này mà em dạ thấy anh này dễ thương. Nghe cái câu chuyện của ảnh mà phải chìm đắm trong cái mối tình 10 năm em không có ngại hả? Chắc là có lý do giống như anh kể thì anh mới như vậy. Nên lại có thể thông cảm được em. Và hy vọng rằng em sẽ làm cho trái tim nó rộn ràng và nó vui ha. Dạ. Sếp ơi chuẩn bị 10 bàn nha sếp. Cái lời hứa mình sẽ thực hiện. Dạ. Hy vọng sẽ sớm. Sớm. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Nhanh nha chứ để 10 năm sếp quên lời hứa đó. Cặp đôi này giờ tối nay cái kế hoạch ăn sinh nhật sao đâu chia sẻ với chương trình nữa nè. Tối nay dành cho anh nha, rồi anh dẫn em đi ăn những món mà em thích. Dạ. Bây giờ ý tôi vậy, chúng ta đều đã lớn hết trơn rồi, tới tuổi cặp kê và lấy nhau hết rồi, một nụ hôn dành tặng cho nhau. Hôm nay tại vì ông mai bà mối cũng rất là phấn khích vui, lâu lắm rồi mới được có cái cảm giác thành công tuyệt đối như vậy. Xin mời hai chàng trai hãy dành tặng cho hai cô gái mình một nụ hôn để kỷ niệm ngày mình gặp nhau trên sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Dễ thôi. Rồi, rồi bên đây. Trời ơi. Dễ thương quá. Nhiệm vụ ông mai bà mối tới đây là coi như là thành công rồi đó. Coi như là mở đường rồi đó. Rồi. Mở đường rồi đó, giờ hai người đi con đường đó sao? Và bây giờ thì có những món quà sẽ dành tặng cho các bạn. Và đây, các tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Đây. Đây. Chương trình xin tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, gửi tặng hai em nha. Và hôm nay thật là tuyệt vời, chúng ta đã có hai cặp đôi được thành công luôn. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã về chung một hướng cùng nhau. Và đó chính là thông điệp mà nhãn hàng Joy gửi gắm qua chương trình. Bột giặt Joy hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Chị Tường xin thông báo một cái tin cũng rất là hot. Nếu như mà trong chúng ta cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì bột giặt Joy sẽ dành tặng cho các bạn mỗi cặp sẽ là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và một lần nữa, Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.